Chào mừng bạn đến với website blogruo.com. Tôi là Lập Phạm. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo theme trong Ruby 7 và tạo một số field config trong theme setting. Đầu tiên thì đây là trang web mà tôi đã cài đặt bằng Ruby 7 và tôi sẽ sử dụng đây là HTML template mà tôi đã download về từ trang freecss.com. Đây là giao diện HTML template. Bây giờ mình sẽ mở thư mục sụt Ruby và sau đó ta vào site on theme. Bây giờ mình sẽ tạo một thư mục chứa thêm. Trong thư mục này mình sẽ tạo một file để khai báo cho thêm. Mình sẽ mở nó lên và bắt đầu khai báo trong file này, đó là name là blog Ruby description. Co là 7 chấm và version này là version của theme là 0.1. Sau đó ta sẽ đăng nhập vào và xem thêm team của chúng ta đã nhận chưa. Ta vào appearance. Và đây là team mà ta vừa tạo. Nó chưa có screenshot. Ta sẽ tạo cho nó một file screenshot. Đó là file hình ảnh. Ở đây tôi sẽ dùng phần mềm Paint trên Windows để tạo file hình. Tôi sẽ lấy một cái hình trong đây. Bây giờ tôi sẽ save nó lại vào trong thư mục chứa thêm của ta với tên là screenshot. Sau đó ta refresh lại trang appearance. Đây ta thấy là thêm nó đã có cái screenshot rồi. Bây giờ ta sẽ enable cái thêm này lên và set cho nó làm thêm mặc định. Và đây là giao diện này chưa có gì hết,
thì do ta chưa có làm gì hết. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một số field trong trong cái phần setting của theme này. Ví dụ như là trên đây mình có là đường URL của Facebook hoặc là Twitter. Ta sẽ cho người dùng có thể cấu hình những cái đó trong phần setting của theme. Thì ta sẽ tạo một file là theme setting chấm php. Trong file này ta sẽ bắt đầu sử dụng hook sử dụng hook hook form under của Drupal. Và đầu tiên là tên của theme, sau đó là form system, theme setting enter. Ở đây là form và form state. Và sau đó ta sẽ có form, tôi sẽ làm một field là dành cho người dùng sẽ có thể nhập URL của Facebook. Facebook URL. Stack view. Đây là một view title sẽ là Facebook URL. Và description Facebook URL. Khi mà thêm một file hay là một hook vào vào trong Drupal thì ta phải vào click của Drupal. Thì ta vào config. Performance và clear on case. Sau đó ta sẽ refresh lại trang này, trang appearance này. Nó chưa 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 có ta. Để xem nào.
Form Facebook URL blog Drupal. Team, đây rồi, đây rồi. Team setting. Ta phải click hết lại. Refresh. Vẫn chưa nhận. Sorry, nhiều lỗi quá. Đây. Tôi đã thêm được một field tag field vào và đó là Facebook URL. Thì tôi sẽ save thử field này. Com save config. Và đây khi mà mới tạo ra như thế này thì nó chưa có thể save được, nó chưa lưu được, thì ta sẽ vào trong file info và ta sẽ khai báo một field setting trong file info là setting Facebook URL và Facebook URL thì nó sẽ bằng Facebook com xuyệt xuyệt cái gì đó đi ha. Và trong form thì ta sẽ cho cái field này có default value là theme get setting. Đây là Facebook URL. Đây là tên của team là blog Drupal. Sau đó ta sẽ click it. Vâng, và tôi sẽ refresh lại. Và field này nó đã có giá trị default là Facebook URL. Thì tôi sẽ save lại thử, đó là blog Drupal. Vâng, và đã save được với cái giá trị là Facebook .com xuyệt blog Drupal. Và bây giờ tôi sẽ tạo thêm một field nữa, đó là URL của Twitter. Copy paste the Twitter
URL. Twitter. Và bây giờ đã có một field mới đó là Twitter URL, nhưng mà hiện tại nó đang lấy cái giá trị là đây, nó đang lấy giá trị là Facebook, tôi copy mà quên sửa, nó là Twitter. Vâng. Bạn nên nhớ là mỗi lần sửa trong file info thì chúng ta phải click kết lại thì Ruby nó mới nhận được. Rồi. Twitter. Thì bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái field nữa. Khi mà check vào field đó thì nó sẽ hiện hiện cái icon này ra, còn nếu mà không check thì nó sẽ không hiện. Bây giờ tôi sẽ tạo một field đó là social display ha. Social display giá trị mặc định đó là 1, và bên đây ta sẽ tạo một field đó là social display type sẽ là checkbox. Social icon sau đó ta cũng phải click kết. Và đã có một field mới đó là display social icon. Thì trong trong phần setting này thì các bạn thấy là nó chia ra làm nhiều cái group. Như vậy nếu mà thì khi mà người dùng sử dụng thì sẽ thấy nó đẹp hơn và nó dễ sử dụng hơn. Thì ta sẽ tạo cho cái phần icon này của ta một cái group. Ta sẽ group nó lại. Tạo một cái field set form social. Đây là field set ha. Bằng array try sẽ là view set title sẽ là social setting. Và
Impossible. Ta sẽ để cho nó mở ra hả? Phone. Vâng, và hiện tại là nó đã có một cái fill set, và mình chưa có gắn nó vào, gắn ba cái fill này vào trong cái fill set, cho nên là nó sẽ nằm riêng. Thì bây giờ mình sẽ gắn nó vào trong cái fill set. Thì ta sẽ bỏ cái array này vào, bỏ nó vào trong cái array này. Các bạn thấy là nó đã nằm trong cái fill set rồi, thì các bạn có thể thay đổi các cái giá trị này để xem nó thay đổi như thế nào. Vâng, và bây giờ mình sẽ dùng dùng cái bay.tbl.php để mình kéo những cái giá trị này ra để sử dụng ở ngoài cái template. Bây giờ mình sẽ copy cái file bay.tbl.php qua cái template, cái theme của chúng ta. Thì mình sẽ thường là mình sử dụng cái 7 cho nó dễ, và mình vào theme 7 và copy cái file bay.tbl.php qua sign on theme log ruble. Ở đây mình sẽ tạo một thư mục template. Thì việc tạo thư mục template này để chứa cái file template cho giúp cho ta gọn quản lý gọn gàng hơn trong cái theme. Giờ mình sẽ edit cái theme này, cái file này. Mình sẽ thử xem là nó có override được hay không hả? Ruby nó đã nhận nhận được file override được file bay.tbl.php. Thì mình có đánh dấu ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng file này để tạo lên theme. Bây giờ tôi sẽ copy các file CSS và server script của template HTML mà tôi đã download về ở đây. Tôi sẽ copy qua thư mục chứa theme của chúng ta. Thì đây là copy paste vào đây. Bây giờ tôi sẽ include cái file CSS, cái file style.css này vào. Ta sẽ mở file blog.ruby.info và chèn file screen style.css vào style sheet screen CSS style.0.
không bao giờ quên ClickHead. Và các bạn thấy là nó đã bắt đầu nhận cái file nhận CSS, thì ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa ở đây. Ta xem đây là có những cái div và class ID như thế nào. Thì đây là div và ID là cell, thì ta sẽ sửa trong đây. ID tiếp theo là border, và ở trong là sẽ là header. Phần header thì ta sẽ làm ở đây. Div ID. ID là header. Và tiếp theo là logo và social. Đây là logo. Ta sẽ sử dụng biến logo. Logo. Nếu mà có mở logo thì sẽ in ra logo ha. Và đây là đường URL sẽ sử dụng là bypass. Ta xem nó đã thay đổi như thế nào. Refresh trên web. Có logo rồi, tại sao lại không? Siêu. Header. Đây lỗi gì đây? À, đây là thông báo lỗi là cái biến này nó chưa có ở trong nó chưa được khép định nghĩa trong theme của chúng ta. Tại vì ta copy file bay.tbl.php từ bên bên theme khác qua, cho nên là ta sẽ bỏ cái biến này đi. Comment lại. Vâng, và nó đã hết rồi. Như là nó có sai ở đâu đó. Ở đây ha, ở đây là class, và tôi đã
nhầm, đó là ID, thì ta sửa lại. Class rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các field ở trong social setting này. Trong các field chúng ta mới tạo ra này, ta sẽ sử dụng trên team của chúng ta. Đó là ta sẽ copy cái phần HTML này qua. Đây. Và bây giờ tôi sẽ sử dụng cái giá trị ở trong field display social icon này để chúng ta có thể chọn hiện hoặc là không hiện cái social icon ở đây. Thì ta sẽ khai báo một biến cái này là social display bằng sử dụng hàm theme get setting. Tên của biến này đó là social display và theme của ta là theme log Drupal. Thì ta sẽ kiểm tra nếu mà có thì sẽ hiện ra như đây là and if và ở đây tôi sẽ tạm thời bỏ cái RSS này đi. Thì ta sẽ lấy Facebook URL sẽ bằng theme get setting là Facebook URL và Twitter URL sẽ là Twitter URL. Thì cái tên của field này thì chúng ta đó là cái tên mà chúng ta đã đặt ở đây, và trong file info chúng ta đã khai báo, ta sẽ in nó vào trong Hgrip. Ồ, hình như là nhầm rồi. Và bây giờ ta sẽ xem kết quả. Wow. Function. Tại sao mình cứ nhầm chữ T nhiều thế? Cái gì đây nhỉ?
game guest setting. Game guest setting. Sorry. Tên của team là Block Block Rubble. Và bây giờ nó đã hiện ra rồi, thì đã có cái link rồi và tôi sẽ thử ở trong cái phần setting này, tắt đi. Thì ở ngoài nó sẽ mất. Vâng, và trong video này thì các bạn đã có thể tìm hiểu được là làm sao để thêm một số cái setting cho cái theme và cách tạo theme. Và tới đây thì có lẽ tôi sẽ dừng video ở đây và hẹn gặp lại trong video sau. Tạm biệt các bạn.